Nếu mà tính cả thời gian bay lẫn thời gian transit hai chuyến thì anh nghĩ là rơi vào khoảng tầm 9 tiếng đến 10 tiếng. Còn nếu mà bay thời gian bay trên bầu trời thời gian bay 6 tiếng. Bầu trời thật sự là khoảng tầm 6 tiếng. 6 tiếng. 6 tiếng 7. 6 7 tiếng, 6 tiếng mấy. Bằng đi Bali, Bali bay thẳng một cái là cũng khoảng tầm 5 tiếng rưỡi, 5 tiếng rưỡi. Mọi người bên Bali chơi rất vui, bên Bali biển cũng rất là đẹp vậy. Tụi chị nhớ là tụi chị đi Bali nhé, tụi chị đi xe máy, tụi chị đi khắp các dòng luôn. Mọi người có thể tưởng tượng được đi qua Bali là mọi người đi nó không có thành phố cao tầng gì hết, mà nó giống như là có những cái chùa, những cái đền của nó khắp nơi, và nhìn nó rất là hoang, cũng rất là hoang sơ và rất là chill luôn. Mọi người thấy tưởng tượng là cái cảnh mà ở Hội An mình có cái phố cổ đúng không, mình chạy xe máy khắp Hội An, thì mình cũng có thể thuê cái xe máy mình chạy khắp Bali, mình sẽ có cảm giác giống như Hội An như vậy. Rồi khi buổi tối mình ra đường á nhớ, thì tất cả các quán xá họ đều lên đèn, lên nến, đều nó rất là chill, và mọi người có thể uống cocktail, uống rượu, xong rồi đi club, beat club, rồi đi pub, đi tùm lum tùm la hết. Nếu mà tuổi trẻ thì nên đi Bali. Bali rất đẹp, cảnh cũng có mà service hoặc là những cái thú vui chơi rồi đập phá gì đó thì cũng có đầy đủ hết. Nên là mọi người có thể trải nghiệm Bali trước. Bali là cái nơi rất là đáng đi, mà đi phượt có cả nhà đi, mà chị thấy đi phượt rất là an toàn, không có cảm giác là tệ nạn, là đi bên Bali nó sẽ bị tệ nạn gì. Tại vì khi mà mình đi du lịch ở đâu á thì cái điểm quan trọng là mình cần chú ý đó là gì, là mình sẽ giao tiếp tất cả bằng tiếng Anh. Đúng rồi, bên Bali với lại Maldives, nhưng mà những cái đất nước, những cái thành phố chuyên về du lịch đó, mọi người em chỉ cần nói tiếng Anh bồi thôi, tiếng Anh như đi Thái á, là mọi người đã hiểu hết rồi, không cần phải nói quá là giỏi tiếng Anh là mới đi được đâu nha. Chỉ cần là tiếng Anh bồi thôi là mình đã đi được rồi. Và những cái thành phố thiên về du lịch ấy thì chị nghĩ là đi vô cái đó là vui chơi, ẩm thực, rồi thời tiết như thế nào. Ví dụ thời tiết ở Bali nhé mọi người nhé, mọi người qua bên đó mọi người chơi thì mọi người sẽ không bị nóng. Ví dụ như trời nắng mọi người đen, nhưng mà cái người nó không có, độ ẩm của nó bị thấp. Ở Việt Nam mình, ví dụ Việt Nam mình ra đường một xíu tóc bệt, ở Bali đi cả ngày trời tóc vẫn rất là khô ráo, vẫn rất là đẹp, nó không có bị bệt, nó không có bị ra kiểu mồ hôi nhễ nhại như ở Việt Nam của mình nha mọi người. Nó lạ vậy, thời tiết nó rất là ưu đãi cho cái gọi là cái đảo của Bali luôn.